Em cũng bị đau cái vai. Sau một thời lên học đây xong rồi em nhìn ăn được 3 tháng. Thì trong quá trình nhìn ăn người rất là khỏe, rất là nhẹ nhàng. Sau đó là em bỏ nhìn ăn trong vòng khoảng 1 tháng mấy để xem cái cơ thể mình như thế nào. Thì trong quá trình 1 tháng mấy đó người nó rất là em ăn lại, cứ ăn buổi sáng là người thấy rất là mệt, nó khó chịu lắm. Đấy, nó thấy nó sau đó là em bị cái bệnh là phải nhìn ăn lại. Trong khoảng gần 1 tháng này là em nhìn ăn lại thấy người rất là nhẹ nhàng, rất là khỏe, nó còn những cái cảm giác mà mệt mỏi nữa. Còn trước đây mình ăn lại người nó rất là mệt mỏi. Thì trong gia đình em có ai ủng hộ em nhìn ăn hay là gì không? Là vợ của em, vợ của em bây giờ cũng nhìn ăn luôn. Nhưng mà nếu mà lâu lâu mà có khách hay có cái gì đó mà ăn ăn lại buổi sáng thì vợ của em kêu là mệt, nên như là cả hai vợ chồng đều nhìn ăn luôn. Đôi song kiếm ngọc bích. Cảm Được ơn sự ủng cô. hộ của vợ ha. Rồi, ok, cảm ơn em chia sẻ kinh nghiệm. Là hai 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 vợ chồng cùng nhịn ăn là chả mấy mà giàu đúng không? Tiết kiệm mua được cho mình, mua được đủ tiền mua được đất rồi cô. À vậy hả? Hai vợ chồng cùng nhịn ăn thì nhà chả mấy chốc mà giàu. Hốt đi anh em, chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.